Nhu cầu em cao lắm hả? Nhu cầu em cao lắm hả? Dạ không. Nó yêu cầu, nó khác cái nhu cầu. Ủa nhu cầu với yêu cầu giống nhau mà ta. Khác nha. Khác nhau anh ạ. Em có nhu cầu. Ý yêu cầu. Ý yêu cầu. Có yêu cầu. Còn zin luôn. Dạ còn zin. Vậy có nhiều cái mình phải dạy. Dạ. Mời nhà gái giới thiệu cho mình nào. Dạ em chào chị Ngọc Lan. Chào anh Quỳnh Linh. Em tên là Giang, năm nay em 30 tuổi. Em sinh ra và lớn lên tại tỉnh Nghệ An. Hiện tại em đang làm việc và sinh sống tại tỉnh Bình Dương ạ. Mời em trai. Dạ. Đầu tiên thì em xin chào anh Quỳnh Linh. Chào em. Chị Ngọc Lan và bạn nữ bên kia và chào các quý khán giả đang xem đài ạ. Em tên là Đỗ Thanh Phong ạ. Năm nay em 30 tuổi, hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Làm việc gì Phong? Dạ em là nhân viên văn phòng của trực thuộc bộ phận kho vận của công ty mỹ phẩm. Còn Giang bên kia là làm gì Giang? Dạ hiện tại là em là kế toán trưởng cho một công ty bất động sản ạ, chuyên gia phân phối đất nền tại tỉnh Bình Dương ạ. Ưu điểm của Giang là gì Giang? Ưu điểm của em thì có thể là một người vui vẻ, hòa đồng và em cũng là một người uy tín có trách nhiệm cao trong công việc của cuộc sống ạ. Còn khuyết điểm của mình? Dạ khuyết điểm của em thì có thể là một người khá kỳ tính, khá là cầu toàn, cũng có chút nóng tính một xíu ạ. Trời ơi, kỹ tính mà còn nóng tính nữa. Mệt lắm rồi nha. Rồi, mời Phong. Dạ, thì về điểm mạnh của em là chu đáo, nhiệt tình, biết quan tâm chăm sóc người khác. Còn về điểm yếu của em thì hơi rụt rè trước đám đông. Rụt rè trước đám đông hả? Dạ. Có nhát gái không? Dạ, không có. Không có đúng không? Dạ. Không có nhát gái vậy bao nhiêu mối tình rồi? Nếu mà nói về mối tình thì em chỉ có một rồi, nhưng mà trong thời gian ngắn, thời sinh viên rồi. Một mối tình ngắn là ngắn sao Phong? Dạ ngắn thì cũng chỉ có kéo dài khoảng 3 đến 4 tháng thôi. Nhà trai tôi còn trong veo rồi. Cũng chưa biết yêu nhiều lắm đâu. Mời nhà gái. Nhà gái cười quá trời cười luôn. Bao nhiêu mối tình rồi cưng? Dạ em thì cũng có trải qua vài mối tình chính thức ạ. Cái gì vài mối tình chính thức hả? Vậy là mối tình không chính thức chắc cũng khá khá. Thì người ta trải nghiệm thôi. Ôi dạ, trời em gái anh. À gái xinh đẹp ha. Dạ. Em kể sơ sơ vài mối tình chính thức coi. Chính thức thì em có 3 mối tình ạ. Mối tình ở hồi sinh viên, mối tình hồi mới ra trường và một mối tình gần đây ạ. Mối tình nào dài nhất? Mối tình nào cũng tầm 2-3 năm. Nhưng mà sau 3 mối tình đó thì em thử hỏi xem mình, tại sao mình lại chia tay? Có cái gì nó lỗi thuộc về mình không? Mình nói về mình thôi, khỏi nói với người kia. Em nghĩ là do em yêu cầu bạn trai quá cao. Em yêu cầu quá cao? Nhu cầu em cao lắm hả? Nhu cầu em cao lắm hả? Dạ không. Nó yêu cầu, nó khác cái nhu cầu. Ủa nhu cầu với yêu cầu giống nhau mà ta. Khác nha. Khác nhau anh ạ. Khác hả? Dạ. Thôi vậy tôi lộn đi. Yêu cầu gì vậy mà già Giang? Về ngoại hình ha. Thì em cũng mong bạn đó là phải ương nhìn sáng sổ và cao trên 1m7. Ủa vậy lúc quen ta đo liền đi chứ để quen xong rồi ta thấy hỏi liền bên kia mét nhiêu? Nhiều. Đi qua coi nè. Dạ 1m8. Mét 8. Khỏi coi 1m8. Về chỗ đi. Bao dư luôn, yêu cầu gì mà cao nữa đâu. Dạ. Thứ hai là em muốn bạn nó phải một người mạnh mẽ và có bản lĩnh. Mạnh mẽ bản lĩnh. Dạ. Mạnh mẽ không? Dạ có. Trời, tao bản lĩnh lắm mà. Mạnh mẽ, khỏe mạnh, gì nữa? Mong muốn bạn có một công việc ổn định, kinh tế tốt. Dạ. Vậy là 3 cái mối tình trước đó, tức là em cũng đưa ra như cái yêu cầu như thế. Dạ. Mấy bạn không có đáp ứng đủ những yêu cầu đó đúng không? Đó là yêu cầu đầu tiên, nhưng mà ngoài ra đó phải sau thời gian tìm hiểu thì bắt đầu mới xét về cái tính cách có phù hợp với nhau hay không. Tức là những cái yêu cầu đó mình đã đạt được rồi, nhưng mà khi mà quen nhau rồi thì cái tính cách không có hợp với mình đúng không? Dạ, đúng không rồi. Có đúng yêu cầu của mình đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ mình thích tính cách sao nè? Nói chung là chủ yếu bạn đó phải làm cho em nể là được thôi. Làm sao? Để cho em nể phục á, tại vì theo em nghĩ trong tình yêu, trong hôn nhân thì cái sự tôn trọng và nể phục nó rất là quan trọng. Đúng rồi. Có một cái mẫu hình lý tưởng nào nó rõ ràng hơn không em? Em thích nhận diễn viên Việt Anh. Việt Anh hả? Dạ. Đóng cái vai trong Người Phán Xử. Thành ra ngoại hình là em thích như vậy từ bé. Tạm tạm gì đi, nãy giờ đưa tính cách như thế đó. Thì em thấy có gì nó trùng khớp với mình không? Dạ, về tính cách của em thì em cũng có bản lĩnh và mạnh mẽ. Thì em cũng hay hoạt động thể thao. Thì cũng như có kết hợp với cả leo núi với lại đi cắm trại nữa. Thôi, leo núi nữa không? Là những con người biết chinh phục. Xích giờ xích qua tôi ngó nhà trai. Ngó đi mét 8 đó. Chào mét 8. Đứng gần nha. Đứng lên là thấy mức mình luôn á. Ước ao của tôi đó. Mét 8 ước ao hả? Cuộc đời không quen ai trên mét 8. Em có nhu cầu. Ý yêu cầu.
Thì yêu cầu. Có yêu cầu. Em có cái hình mẫu về người bạn gái của mình nó như thế nào? Dạ thì bạn gái của em thì em cũng không quá quan trọng về chiều cao. Em chỉ cần có là cái sự thông cảm và chia sẻ, biết quan tâm lẫn nhau à. Vậy thôi hả? Dạ em đơn giản thôi. Mối tình trước của em không thông cảm, không chia sẻ với em hả? Dạ mối tình trước thì cũng là thời sinh viên, với lại có khoảng cách nên sơ là... sơ à, có dạ. 2-3 tháng. Có nắm tay chưa? Có nắm tay rồi. Mà hung hung chưa? Chưa. Thấy chưa? Chưa có kinh nghiệm yêu thương yêu đương luôn á. Còn zin luôn. Dạ còn zin. Vậy có nhiều cái mình phải dạy. Dạ. Có cái điều gì em không thích ở phụ nữ không? Dạ điều em không thích ở phụ nữ thì cằn nhằn. Ừ. Nếu mà có cằn nhằn một chút cũng không sao, nhưng mà đừng có để làm quá là được. Em ơi, cằn nhằn đó là bản tính rồi. Gia vị đó em. Vậy đó em ơi, lấy vợ mà không cằn nhằn mới lạ đó em. Không cằn nhằn em nhớ lắm. Thành ra thôi, cái đó cho qua đi. Dạ được. Được luôn đúng không? Được luôn. Đó, đúng rồi. Đàn ông cứ chấp nhận cằn nhằn. Em gái đi với em gái ơi. À, dạ hôm nay em đi với hai sếp và các anh chị đồng nghiệp trong công ty ạ. Công ty bất động sản đó đúng không? Dạ vâng ạ. Dạ em chào anh Quỳnh Linh, chị Ngọc Lan và tất cả mọi người. Em có đại diện bên nhà gái. Thì đến đây thì nói chung là bạn trai thì chiều cao thì cũng khá ấn tượng, tính cách thì cũng tốt. Thì cũng hy vọng hai bạn sẽ cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. Dạ em xin đi. Dạ cảm ơn nhà gái. Nhà trai đi với ai? Dạ nay đi với cùng em là những bạn đồng nghiệp của em ạ. Chào nhà trai. Lực lượng nhà trai nhà gái đông đảo quá nha. Dạ em chào chị Ngọc Lan ạ. Dạ con chào chú Quyền Linh. Rồi chào con. Và cùng toàn thể mọi người có mặt trong trường quay ạ. Dạ hôm nay thì em đi theo ủng hộ cho Phong ạ. Bạn nữ bên này nhìn thì cực kỳ uy tín luôn nha Phong. Bạn nữ nhìn xinh, tính cách thì có nhiều phần là hợp với lại Phong. Anh chỉ muốn nói với Phong là bấm nhanh còn kịp nha. Bấm nhanh còn kịp nha. Được. Bấm nhanh còn kịp. Đúng đó. Rồi, cho thôi kéo rào đi. Ừ, kéo rào. Bắt đầu đi Phong. Chào bạn, thì mình có món quà mình muốn tặng cho bạn. Dạ rồi, mình cũng có món quà tặng bạn. Cảm ơn bạn. Mở quà giới thiệu quà. Thì nay quà của mình tặng gồm có cái chậu sen đá với lại một cái cuốn sổ ghi tay. Thì sen đá thì là mang ý nghĩa là may mắn, với lại thì vượt qua mọi hoàn cảnh, có ý chí vươn lên cho cuộc sống. Dạ rồi. Và cái cuốn sổ tay thì mình tặng cho bạn thêm để có thể là bạn nốt vào những cái công việc nào đó bạn cần lưu ý hơn. Dạ rồi, mình cảm ơn nhiều. Bạn gái tặng bạn trai gì vậy? À, một cái em tặng bạn là bộ 5 con mèo may mắn tài lộc, thì mong bạn luôn luôn sẽ được may mắn và có nhiều tài lộc tới. Cảm ơn bạn. Thấy chưa, muốn bấm liền luôn đúng không? Đúng không? Giờ muốn bấm luôn ạ. Đó, thấy chưa? Bấm về bán đất phụ. À, cho mình trao đổi xíu ha. Bạn nghĩ như thế nào về quan niệm về hôn nhân nhé? Khi mà hai người đã về chung một nhà thì cũng là đều là vợ chồng với nhau, thì là cũng hiểu và san sẻ những công việc nhà đó. Tức là người phụ nữ thì nên ở nhà và nội trợ, hay là nên đi kiếm tiền và nội trợ, hay là như thế nào? Với mình thì kiểu người phụ nữ mà mình mong muốn thì hiện đại thì cũng không cần phải quá ở nhà, tại vì cũng có công việc mà. Trường hợp ví dụ như cho mình hỏi, nếu như kết hôn đi thì mình sẽ ở chung với bố mẹ hay là như thế nào ạ? À, nếu mà kết hôn thì sẽ về ở cùng với bố mẹ của mình. Thì không biết là bạn có ngại về việc làm dâu hay không? Làm dâu theo mình nghĩ á, thì đã là lấy chồng và bố mẹ chồng vẫn còn thì chắc chắn là sẽ là phải có trách nhiệm làm dâu. Nhưng mình không, quan niệm mình là không muốn sống chung. Tại vì nếu như chăm sóc bố mẹ thì mình có nhiều cách, ví dụ như mình ở gần. Mình nghĩ quan niệm nó là sống xa hay sống gần nó không quan trọng. Quan trọng là mình có tâm và có tấm lòng của mình để chăm sóc bố mẹ yêu thương hay không. Còn nếu như sống chung thì ít nhiều cũng sẽ dễ xảy ra mâu thuẫn, và người chồng sẽ là người cực để đứng ra ở giữa cái điều đó. Rồi, mình hiểu vấn đề đó. Với lại về mình thì vấn đề mà ra ở riêng thì cũng không thành vấn đề. Tại vì con cái thì cũng có cuộc sống riêng của mình. Thì nên cũng bố mẹ nào cũng hiểu và cũng tôn trọng cho sự riêng tư đó. Bây giờ đề nghị hai đứa xưng anh em cho nó tình cảm đi. Mình. Đối với anh thì nếu mà sau khoảng 1 năm tìm hiểu với nhau thì chúng ta có thể là khi mối quan hệ đó
tốt hơn thì chúng ta có thể tiến xa hơn nữa. Còn về cuộc sống hôn nhân thì vấn đề về tiền bạc á, thì anh thấy là phụ nữ là giữ làm cái tay hòm chìa khóa, vấn đề tài chính thì là sẽ là chi tiêu sẽ ổn thỏa hơn. Bây giờ Phong đến gần bạn gái hơn nữa, nắm tay bạn gái, hát tặng gái, bạn gái một bài nào đó, hai đứa hát tặng nhau để giải tỏa cái tâm lý căng thẳng, cứ hỏi qua hỏi lại hoài. Nào, Phong mạnh dạn bước tới Phong. Dạ. Nắm hai tay nhìn thẳng mắt nhau nào. Đó. Trong lúc này thì anh được nắm đến tay em. Thì cảm giác của anh thì có chút hồi hộp. Và thực sự thì đứng trước mặt anh thì là em thực sự rất là xinh. Cảm ơn. Nếu như mà có duyên thì chúng ta cùng cho nhau một cơ hội để có thể tìm hiểu nhau hơn. Còn về em sao? Suy nghĩ của em hả? Ừ. À, có gì xíu chờ lúc mà kết quả bấm đèn thì nói lên đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi ạ. Chính xác. Nào, thôi về chỗ được rồi đó. Chúng ta phải bấm bằng cả suy nghĩ của mình, bằng trái tim của mình. Không phải bấm vì điều gì hết nha các bạn. Bấm phải có trách nhiệm với nó. Sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan chúng ta sẽ quyết định. 1 2 3 Hết thời gian. Em gái không bấm. Thật ra thì đây là một cái kết quả mà tôi đã đoán trước. Dự đoán trước. À, hai bạn khó có thể mà tìm được một cái điểm chung đó. Vì đây là một cô gái rất là năng động, và cô đã có quá nhiều cái kinh nghiệm ở trong cái vấn đề tình trường, kinh nghiệm ở trong cuộc sống nữa. Cho nên là mà cái yêu cầu của cổ nó cũng khá là cao. Phong rất là hiền, một chàng trai chưa bao giờ yêu cả. Dạ. Một cô gái xinh đẹp, rất là năng động luôn. Thật ra mình xinh đẹp, mình năng động, mình có quyền yêu cầu đúng cái rồi. Gì mình muốn, bởi vì đó là người đồng hành với mình cả cuộc đời mà. Dạ. Không ai trách điều đó cả hết. Vấn đề chỗ là sau cái câu chuyện ngày hôm nay đó, anh nghĩ Phong cần cố gắng năng động hơn nữa. Dạ. Ha? Thật ra thì tình yêu rất là nhiều trên sóng truyền hình á, có thể rất nhiều cô gái đang chờ bấm nút cho Phong, và rất nhiều chàng trai sẽ bấm nút cho Giang đó. Không có lo lắng gì cả. Cảm ơn hai bạn rất là nhiều đã tham gia chương trình. Tên Võ Thị Thanh Thảo, sinh năm 1989. Em hiện đang làm ở quận 2 về điện năng lượng mặt trời. Em làm trợ lý dự án. Em quê ở Tây Ninh. Hiện tại em đang ở thành phố Hồ Chí Minh và ở Bình Tân. Rồi, mời bạn trai. Dạ, em chào anh Nguyễn Linh ạ. Rồi em. Em chào chị Ngọc Lan. Dạ. Em chào tất cả quý khán giả đang có mặt tại trường quay và quý khán giả đang xem đài ạ. Dạ, em tên là Nguyễn Minh Thành, sinh năm 1987, quê em ở Tân Trụ, Long An. Dạ, em làm việc ở quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Bình Tân làm gì? Dạ, em làm nhân viên kinh doanh. Kinh doanh về gì em? Dạ, về phần tư y tế, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng. Bây giờ mình nói một chút xíu về ưu điểm, khuyết điểm với nhà gái ơi. Em về ưu điểm thì thân thiện, hòa đồng, với dễ thích nghi môi trường mới. Về khuyết điểm thì em hay quên, hơi hậu đậu. Đồ ăn thì em hơi yếu. Ưu điểm, khuyết điểm của mình gì nói cho nhà gái nghe đi. Dạ, ưu điểm của em thì biết nấu ăn, biết ca hát, giao tiếp với đám đông. Còn khuyết điểm thì hơi nhát gái xíu, dễ bị xúc động. Mà sao nhát? Thấy gái là nhát hay sao? Kiểu như mắc cỡ, ngại. Mình có mấy mối tình rồi? Dạ, có 2 mối tình. Không nhát chắc cũng cả chục à. À, 2 mối dài không? Một mối tình thì thời học sinh lúc học lớp 12 á, có mấy tháng à. Mối tình thứ hai là thời sinh viên lúc đi luyện thi, quen cũng được 3 tháng mới dẫn về nhà. Về nhà và gia đình thì cũng lúc đó thì hoàn cảnh gia đình cũng khó khăn. Thì sau cái lần về nhà gia đình đó thì mấy ngày sau thì bạn đó tìm cách lảng tránh rồi không muốn gặp. Mình không biết lý do tại sao, mình cũng có hỏi. Bạn mới nói là mình không hợp nhau, thôi chia tay đi. Mình mới hẹn bạn ra quán nước ở công viên. Thì hai người mới trò chuyện với nhau thì bạn mới nói là ba mẹ em không đồng ý, do là hai hoàn cảnh trong gia đình nó không có môn đăng hộ đối. Bạn quyết định chia tay. Nói thẳng ra là chê mình nghèo đó. Dạ đúng rồi. Ừ, đó. Chưa có tình yêu gì sâu đậm đúng không? Có một lần cũng là đám cưới. Ủa? Mà mai mối thôi chứ chưa tình cảm gì với nhau hết á. Ủa, đám cưới là sao? Có lần đám cưới rồi hả? Dạ thì ở nhà cũng như làm đám cưới. Bà cô ruột quen á, giới thiệu bằng mai, kêu cưới hoài cho ba mẹ nhờ. Ba mẹ lúc đó cũng thấy vất vả quá, mình cũng muốn có người đỡ đần.
Nhưng mà cưới về thì được có chắc đâu khoảng 10 ngày. Rồi bạn nó ôm vàng bỏ đi luôn. Chưa có khả năng ký kết hôn luôn nữa. Trời trung chuyên dữ vậy trời. Nhưng mà 10 ngày đó ở với nhau thì ngủ với ai chắc được một hai đêm thì bạn đó mấy ngày khác bạn đó đi chơi vậy lắm. Đi nhậu rồi cờ bạc đá gà đủ thứ. Trời đất ơi. Trời số gì mà xui dữ. Ông này sao có ba cái mối tình, hai cái mối tình với cái đám cưới nó cũng lạ quá nha. Trời tội nghiệp ghê luôn á trời. Đời trai 12 bến nước hả? Mười mấy nhiều hơn 12 bến nước luôn. Chưa gì hết mà thấy ba cái bến hơi đột quá. Rồi mình đến với những cái mối tình của nhà gái nè. Em thì cũng chỉ mới trải qua hai mối tình. Một mối tình là cũng vừa thời học sinh mà thời sinh viên mà mới ra trường rồi đi làm, sau ra thay đổi nên cũng không hợp nhau rồi chia tay. Thì một mối tình nữa thì quen xa. Trời ơi, bên đây cũng không có một cái mối tình nào gọi là sâu sắc để mà đau khổ vật vã khi chia tay hết á. Dạ. Bên kia thì trung chuyên quá nhưng mà cũng chẳng có cái gì sâu sắc, bên đây cũng vậy. Nhát quá mà đã lấy vợ mới có 10 ngày cũng nói chung cũng chưa có gì hết trơn. Tội quá. Vậy giờ mình mong muốn cái mối tình tiếp theo của mình là nó như thế nào? Nói chung thì mình cũng không quan trọng cái này gì lắm, miễn là bạn gái dễ coi nhìn, với lại là biết trên biết dưới, có cái tâm là được rồi. Chứ không cần gì sâu sắc hết. Không có cờ bạc, đá gà gì nữa ha. Dạ đúng rồi. Anh có cái gì anh không thích ở phụ nữ không? Có cái không thích phụ nữ là điểm chỉnh quá. Hút thuốc, nhậu thì cũng bình thường, không gì hết. Vậy. Làm gì đến mức đó hai em gái ha? Dạ đúng rồi. Không? Yêu cầu của em có một người đàn ông trong cuộc đời mình như thế nào? Dạ em thì cũng không quá yêu cầu người đó, chỉ sống vui vẻ, hài hước, với lại thông gia trưởng, sống có trách nhiệm và biết nghĩ về hướng về gia đình. Bây giờ em không thích điều gì đàn ông nè, em ghét nhất? Em không thích hút thuốc. Với lại gia trưởng em cũng không có quá khó chịu. Thôi được. Dạ. Anh mình nên hiền, quan trọng là mình nhìn có hợp với mình hay không thôi. Dạ. Còn những cái gì em yêu cầu chắc nó không có cao lắm đâu. Yêu cầu của hai bên rất là dễ luôn á. Bây giờ mình hỏi ý kiến gia đình cho hai bên gặp mặt luôn đi. Nhà gái đi với ai nè? Dạ em đi với bạn thân với lại đồng nghiệp của em. Dạ rồi chào nhà gái ạ. Em chào chị Lan, con chào chú Quyền Linh. Xin chào. Em chào anh Thành ạ. Chị Thảo của em á là một người rất là biết lo toan. Em không biết là anh nghĩ cái đó là ưu điểm hay khuyết điểm, nhưng mà đối với em thì em nghĩ là chị không nên lo nhiều như vậy. Tụi em hôm nay tới đây cổ vũ chị Thảo thì cũng hy vọng là chị Thảo sẽ gặp được một người nắm tay chị thì giúp cho chị bớt lo, để cho chị có thể enjoy cái cuộc sống nhiều hơn. Anh Thành bên đây em thấy ảnh rất là hiền, chân thật. Em cảm thấy là hai anh chị nên em ủng hộ là hai anh chị nên tìm hiểu nhau. Trời, cảm ơn nhà gái. Nhà trai đi với ai? Em đi với em trai đồng nghiệp của em. Dạ em chào chú Quyền Linh và cô Ngọc Lan và chị. Dạ chào cô chú anh chị bên nhà gái và mọi người xem ạ. Dạ thì anh Thành á, thì anh sống là một người người tốt, ảnh là rất là giỏi về việc nấu ăn trong nhà, như việc nhà này kia. Nói chung là ảnh hiền lắm. Còn bên chị gái bên đây thì em thấy chị rất là hiền và dễ nhìn. Và em mong chị cho anh một cơ hội để tiến tới. Cảm ơn em. Cảm ơn em. Rồi. Bây giờ hai bên gặp mặt đi, còn có hợp đi không? Thấy cặp này về gọi là nó rất là hợp nhau á, nhưng mà giờ mình nhìn coi cảm quan, cảm giác này kia có hợp hay không thôi. Mở rào. Lên. Tiến qua luôn. Lên. Tiến qua luôn. Dạ, em cảm ơn anh. Em cũng có món quà để anh. Cảm ơn. Trời ơi, không có rồi gật đầu hoài vậy. Nói năng gì lũi, 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 lũi. Nhìn đi Thành, nhìn Thảo đi. Nhìn Thảo thấy cũng dễ nhìn, đẹp, dễ thương. Nói chung thì anh thì cũng không có dám là cho em một cái mái nhà giàu xe phú quý, nhưng mà dám chắc rằng sẽ cho em được một gia đình hạnh phúc. Anh sẽ dành hết tất cả tình cảm của anh, yêu thương dành cho em hết. Anh hy vọng là em sẽ cho em một cơ hội. Nếu vậy theo anh quan điểm á, trong tình yêu đối với anh như thế nào? Và nếu mà lập gia đình thì anh nghĩ là theo anh là nên sống chung hay là nên sống riêng? Quan niệm tình yêu của anh á, thì anh chỉ cần là hai bên thật lòng với nhau và sống hết mình, có tâm. Khi mà nếu mà kết hôn rồi á, thì mình có thể ở chung ba mẹ cũng được, hoặc là tự lập cũng được.
Tại vì hiện tại anh là con út thì cũng mình con mình anh gia đình thôi. Theo em biết á, là người miền Nam mà đặc biệt là như Long An miền Tây á, thì thường con út sẽ thường ở với ba mẹ. Giờ anh có đang ở với ba mẹ hay là anh ở riêng? Đó, anh đang ở với ba mẹ. À, vậy làm dâu đúng không? Ừ. À, không, ba mẹ thì không có phải làm dâu. Vì tại vì ngày xưa thì mẹ cũng từng làm dâu rồi, mẹ cũng hiểu. Nếu kết hôn á thì anh muốn có bao nhiêu đứa con? Anh thì anh nghĩ là chỉ hai là đủ rồi. Anh có muốn hỏi gì về em không? Tại vì chứ em hỏi anh nhiều. Cái này anh hỏi nó hơi nhạy cảm tí xíu. Dạ. Em có thích cái người nhậu với hút thuốc không? Thật ra là em không thích hút thuốc. Nhậu thì được nhưng mà mình biết giới hạn đến đâu và ngừng đến đó. Chứ em không bắt buộc. Tại có những cái là công việc như kinh doanh đồ thì người ta cũng phải có cái nhậu nhẹt rồi mối quan hệ đồ này kia nên... Nói chung thì mỗi khi mà buồn mới hút thôi, còn bình thường là không hút. Dạ. Khoảng bao lâu thì mình kết hôn được? Theo em thì nếu mình đến với nhau được thì khoảng bao lâu mình kết hôn được em ha? Đối với em á, thì nó không phải là thời gian mà nó là do cái tình cảm của giữa hai người. Có thể là mới gặp nhưng mà cái tình cảm hoặc cái niềm tin anh tặng cho em á, nó ok thì tại vì đến cái tuổi này rồi cũng có thể kết hôn liền vẫn được. Anh thì cũng vậy. Mình nói chung giờ hy vọng là em sẽ cho anh có cơ hội rồi hai đứa mình cùng nhau tìm hiểu. Dạ. Để thời gian quyết định. Dạ. Rồi bây giờ Thành bước tới nắm tay Thảo đi. Hát tặng cho Thảo một bài nào đó. Đây đưa em bé hát đây cho chị cầm. Dạ. À, hồi nãy á, anh có nói anh hát được á, anh hát tặng mọi người một bài đi. Nắm tay Thảo hát cho Thảo nghe kìa. Em thì hát thiên về Tân Cổ. Em xin hát bài cũng nói về cái quê hương của em. Chiếc chuồng nhỏ anh đưa em về xóm nhỏ, nghe rì rầm tiếng sóng vỗ gần xa, dòng sông quê đẹp bỗng trắng ngà, nghe câu hát xa xa mà lòng anh chạnh nhớ. Vô buổi quen nhau anh thường kể cho em nghe chuyện màu xanh trên dòng sông Vàm Co, kỷ niệm quê hương hay tình em đó, rồi năm tháng qua mau như còn sông nhỏ trong lòng. Giờ muốn giây phút này hai người phải nhìn thẳng nhau, bây giờ không có dám nhìn nhau. Bây giờ còn nhát nữa không? Bớt này. Bớt nhát nữa. Bớt nhát. Trái tim mình có rung động không? Rung động. Mình có thích cô ấy không? Thích. Anh hy vọng để cho anh một cơ hội. Và anh cũng muốn nắm tay em đi đến cuộc đời này. Anh hứa sẽ là một bao vai vững chắc cho em. Dạ. Rồi, được rồi đó, về đây đi Thành. Nói, mình đã nói hết rồi. Bây giờ nhắm mắt lại. Nếu đúng, chúng ta bấm ngay. Sau 3 tiếng đếm, ta quyết định điều đó. 1 2 Hết thời gian. Chúc mừng. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Bây giờ mình nắm tay nhau nào. Đó, một nụ hôn. Để đợi nụ hôn cái nha. Thôi, bây giờ mình giới thiệu về mình đi em trai. Dạ, chào chú Quyền Linh và chị Ngọc Lan. Và chào chị nữ bên kia. Thì em tên là Vinh, em 28 tuổi. Thì quê ở Cà Mau, hiện tại ở Gò Vấp. Vinh làm gì Vinh? Dạ hiện tại là em làm bên công ty mỹ phẩm. Vinh là quê Cà Mau nhưng mà ở Gò Vấp. Dạ đúng rồi. Ở với ai Vinh? Dạ em ở với bạn. Bạn trai hay bạn gái nè? Dạ bạn trai. Ở với bạn trai. Dạ. Hai chúng tôi ở với nhau được chưa? Rồi mời bạn gái giới thiệu về mình. Dạ em chào MC Ngọc Lan và MC Quỳnh Linh và tất cả các vị khán giả đang có mặt ở trường quay ạ. Em cũng chào bạn nào ở bên kia ạ. Em tên là Vũ Thị Ngân ạ. Năm nay thì em vừa mới chớm tuổi đôi mươi ạ. Hiện tại thì em vẫn còn đang là sinh viên khoa báo chí và truyền thông trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Trời ơi. Trời ơi, sinh viên mà tới đây sớm vậy. 2K mấy hả? Dạ 202 ạ. 202 hả? Nhưng mà nhìn em có vẻ rất là chững chạc luôn á. Thật ra thì em cũng ra đời từ sớm lắm ạ.
từ năm lớp 9 thì em đã bắt đầu ra đời và rời xa gia đình tự độc lập rồi, cho nên là em nghĩ chắc là vì vấn đề đó nên là chị Ngọc Lan thấy em chững chạc hơn đúng không ạ? Em ra đời từ lớp 9. Dạ. Thế em sống với ai? Em dạ lớp 9 thì em dạ em đi làm hè á chị, thời gian rảnh thì em sẽ rời xa gia đình và em đến những cái chỗ mà cần nhân viên đi làm ấy ạ. Thì em sẽ làm và kiếm tiền. Quá độc lập. Tôi nghe ra đời từ lớp 9 tôi qua liền luôn. Xinh quá trời luôn vậy đó. Ra đời sớm quá ha. Dạ. Mình là quê đâu? Dạ theo giấy tờ thì em là quê Nam Định. Nam Định. Thật ra thì em sinh ra và lớn lên ở Gia Lai và từ nhỏ đến giờ em chỉ ở Gia Lai thôi. Anh có nghe thấy câu mà nhất gái Gia Lai nhì trai Đắk Lắk chưa? 2K2 ra đời từ 9 tuổi á. Dạ. Lớp 9. Ở đâu mà 9 tuổi mà đi đâu sớm vậy? Đi học. Đi học trường đời. Tôi thấy bên nhà gái tôi thấy được lắm rồi đó. 2K2 mà nói như người lớn luôn vậy đó. Điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì nè? Dạ, điểm mạnh của em là em làm việc chăm chỉ. Điểm yếu của em là lâu lâu em bị stress với lại nghiện mua sắm anh. Nghiện mua sắm, mua gì? Mua những cái đồ đạc trong nhà anh. Thích là thích là mua thôi, không có suy nghĩ nhiều. Vậy nửa giờ thích mệt rồi nha. Dạ. Không có cản giờ được á. Dạ. Mà kinh tế của mình nó có ổn định không mà mình thích cái gì là mình mua cái đó ngon lành vậy? Dạ, kinh tế em thì khá ổn chị. Dạ. Khá ổn luôn. Dạ. Bên đây đẹp trai, kinh tế khá ổn. Muốn mua gì mua, nghiện mua luôn được chưa? Là cái đó là nhược điểm luôn á hả? Ưu điểm. Cái đó em nghĩ là nhược điểm á, tại vì đàn ông mà xài tiền nhiều quá thì sẽ thế sao? Ảnh hưởng đến kinh tế gia đình. Đâu có, là không xài tiền nhiều tốt chứ. Dạ. Mình có xài nó mới vô chứ, mình có ra nó mới vô chứ. Dạ. Không xài nó bí, nó trốn mất tiêu luôn vậy. Dạ dạ. Nhưng mà xài mình có mục đích, chứ không phải mình đụng đâu mình xài đó. Dạ. Ha. Rồi mình mình nghe ưu điểm khuyết điểm của người con gái tự lập từ năm lớp 9 nè. Dạ, em nghĩ thì ưu điểm của em đầu tiên đó là khả năng nói ạ. Bởi vì em rất là yêu thích nói cho nên là em đăng ký vào khoa báo chí cũng là vì em thấy là em có ưu điểm là nói. Em thấy là em nói tốt cho nên là em cũng ước mơ của em cũng là trở thành một biên tập viên truyền hình để dẫn chương trình thời sự. Em không biết là mọi người muốn nghe em dẫn thử một đoạn không ạ? Muốn em. Dạ em nói một câu thôi nha. Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin thời sự của buổi tối ngày hôm nay. Dạ vậy thôi ạ. Trời ơi, em run quá nên là em đọc không được tốt lắm. Mọi người bỏ qua cho em nha. Nghe gì? Giọng thấy hay, hấp dẫn. Thấy cô này được đó. Lan qua bên đây ngồi để bé qua đó ngồi đi. Mình đổi vị trí đi. Chắc phải vậy đó. Mời em qua đây ngồi. Qua đó ngồi mai, làm mai cho chị Lan. Làm mai cho chị Lan, chứ chị Lan ấy lắm. Em mới 20 tuổi, em lo gì. Trời ơi. Người đó mới ấy đó. Trời ơi, giọng hay đó nha. Giọng này dễ, dễ nhớ lắm á. Với gương mặt xinh xắn này, không chỉ làm biên tập viên mà có thể làm MC luôn. Mai mốt biết đâu làm chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò dẫn chung với một người con trai nào đó. Trời ơi. Đâu thế có kế thừa. Kế thừa thiệt mà. Vậy là thành hậu bối của chú Quyền Linh. Đúng rồi, hậu bối. Trời ơi. Điểm mạnh đó. Nha, thấy đây là được đó. Đúng rồi, bạn này là có quá nhiều ưu điểm luôn đó. Quá nhiều ưu điểm luôn á. Mình có khuyết điểm không? Dạ, em nghĩ thì chắc chắn là con người thì không ai hoàn hảo rồi, nên là chắc chắn cũng phải có khuyết điểm. Em nghĩ khuyết điểm lớn nhất của em đó là hơi nóng tính một xíu ạ. Nóng tính. Đấy là em, mọi người thì em rất là dễ gần hòa đồng. Mọi người nói chuyện với em thì luôn luôn nói là em là một người rất rất là nhiều năng lượng. Dạ lúc nào em cũng nhiều năng lượng hết, lúc nào nói chung là em làm sai hay em làm đúng thì mọi người chê trách em hay cái gì thì em cũng cười, không phải là kiểu cười cợt nhả mà là em sẽ dùng nụ cười đó để làm hòa dịu. Dạ đúng rồi. Nhưng mà thường ai thì nhưng mà Lan là tới bỏ mết nó bỏ quạo, năng lượng nó xuống liền. Mình có sai thì mình cười tích cực cho người ta vui, còn bà sai bà tá quạo mình mặc quạo sao nhờ gì dẫn chương trình chung có vui vẻ không? Hết vui. Hết vui, nghỉ luôn, khỏi luôn. Thấy Nam Định vô thấy bên đây hết vui. Giỡn thôi mọi người ơi, cái đó giỡn đó chứ không có gì hung dữ gì đâu. Khuyết điểm nãy giờ chưa nói tới, thấy chưa thấy khuyết điểm luôn đó em. Dạ khuyết điểm là hơi nóng tính đó chị. Nóng tính đó. Nóng tính đó hả? Đó. Dạ. Nhưng nóng nhưng mà biết sai là người ta cười trừ. Đúng không? Đâu có đó đâu phải nóng tính. Nóng. Nóng. Dạ, nóng tính. Nóng. Dạ. Sao mình có nóng tính không? Dạ cho em hỏi xíu là nếu mà bạn nữ nóng tính á thì bạn nữ sẽ tìm cái biện pháp nào để giải quyết?
quýnh này đứng trước mặt. Đúng rồi, nóng quýnh thôi, cứ nói năng gì. Rồi sao, được không? Em thường nếu em cũng có nóng tính, nhưng mà khi em nóng lên em không nói, em sẽ im lặng và em uống cà phê với bạn bè rồi em đi về nhà thôi chứ. À, không có. Ông bên đây nóng quýnh à, em chịu được không? Chịu cũng được thôi à. Em nghĩ chịu đòn được anh. Được. Dạ. Để khỏe. Nói thôi chứ ai đâu vậy đúng không? Tôi gầy á mà không được thôi. Bên đây người ta nhẹ nhàng, người ta kiên nhẫn lắm. Đó, người ta hỏi em kìa, giờ nóng tính quá đi làm sao? Dạ, thường nếu mà nóng tính thì nếu mà anh im lặng thì không, nhưng mà em cũng không thích người đàn ông nếu mà giận nhau thì im lặng. Bởi vì em muốn là nếu mà hai người mà giận nhau thì nói chuyện để hòa giải cái câu chuyện đó, chứ em không muốn là cả hai im lặng thì cái chuyện đó nó sẽ, nếu là em thì em sẽ cảm thấy là em sẽ dồn nén cái ấm ức đó, và lâu dần sẽ trở thành là một cái gì đó không thể nào mà xóa giải đi được nữa. Em ơi, hai đứa thì một đứa nói thôi. Em có khả năng ăn nói rồi, người ta không có khả năng ăn nói rồi, thôi người ta im lặng. Dạ, ý là hai người giải thích cho nhau hiểu ấy ạ. Ví dụ như là có xảy ra vấn đề gì đó. Nhiều khi đàn ông á, họ nóng quá họ im lặng là đúng á. Ống quá họ đến nói khi họ hết là... nóng thì họ sẽ họ nói. Nóng nhiều hơn nữa. Thấy không? Dạ. Vậy cũng được đó. Đừng có bắt người ta phải nói, nhiều khi ta bực quá ta nói, nhiều khi quạo lên quýnh thiệt em luôn. Em tìm được cái người mình nhịn trong lúc em nói là chị thấy là may mắn lắm rồi đó thiệt á. Cái người nào mà chịu nghe lúc nóng là mệt là đỡ lắm á. Thôi. Nha, yeah, cái đó dạ. Chút nữa mở rào mình giải quyết. Đây mấy mối tình rồi em trai? Dạ em có hai mối tình chính thức anh. Dạ. Chính thức hả? Dạ. Còn gọi là đâu riêng là nhiều lắm hả? Dạ cái đó giống như gặp gỡ nhau, gặp uống nước cà phê thôi. Thì nói chung là chỉ uống cà phê giống như nói chuyện với nhau thôi chứ. Vậy đâu phải mối tình đâu đúng không? Dạ đúng rồi anh. Hai mối tình đó lâu không? Dạ một mối tình 5 năm và một mối tình 1 năm. Cũng yêu nhiều rồi nha. 5 năm hả? À? Dạ. 5 năm sau chia tay? Lúc mà thường mối tình đầu tiên của em lúc 5 năm á là thường là hai đứa giận nhau xong rồi hòa hợp lại. Thì nói chung như vậy nó kéo dài 5 năm. Rồi trong thời gian cái khúc cuối mối tình á là hai người giận nhau 1 tháng. Nhưng mà lúc đó thì em vẫn chưa quen ai. Nhưng mà người đó thì có qua lại với bạn bè. Nhưng vô tình thì nó nảy sinh tình cảm, nhưng mà em không biết. Em tưởng nó hai người giận nhưng mà vẫn hàn gắn lại. Nhưng mà sau thời gian đó em quay lại thì em phát hiện là quay lại có người khác. Có người khác, đó là bạn của bạn. Đó là tại vì em dại. Dạ. Đúng không? Ai mượn em im lặng trong suốt cái khoảng thời gian giận nhau đó, làm chi người ta con gái mà người ta còn ngời ngời kiểu đó là biểu làm sao? Dạ. Mình đàn ông phải tranh thủ liền, mình giận nhau rồi mình làm lành liền tại chỗ, có cái gì thì nói liền. Dạ. Hết giận là hết nóng tính là phải nói liền để dạ. Mà còn trời ơi, tương lai của người ta đâu ngồi người ta đợi em im lặng được. Dạ. Đúng không? Dạ em cũng thấy mình sai. Dạ. Có tiếc không? Dạ. Tiếc thì chứ. Thì cũng tiếc chị, tại vì cũng quen nhau 5 năm mà cũng hiểu nhau khá nhiều. Đúng rồi. Dạ. Nên là mai mốt mình phải rút kinh nghiệm không? Đừng nghĩ là giận nhau im lặng rồi cái... Im luôn. Rồi cái dạ. Mình bắt người ta là cũng phải im lặng và chờ đợi như vậy là không được. Dạ. Thôi rút kinh nghiệm ha. Dạ dạ. Trời. Mình im lặng khi mà hết nóng rồi quay là mình nói liền luôn. Nhưng dạ. Mà em yên tâm đi. Với cô gái này em không có cơ hội im lặng đâu. Dạ. Bà nói cho em nghe. Bà nói chừng em chịu trả lời thôi đó. Dạ. Em cũng thích những người nói nhiều chị. Tại nhiều khi em cũng có tâm sự nhưng mà em lại ít nói. Nên đừng thích nói nhiều. Dạ. Mệt lắm. Càm ràm suốt mệt lắm em ơi. Dạ dạ. Mà nó vui. Mà vui hả? Nhiều vui. Khi nó không có vui. Dạ. Nhiều khi phụ nữ mà càm ràm riết nó cũng không có vui nha. Nhưng mà vui. Đó, tới rồi đó, không có tôi vui nổi. Vui. Mà thôi kệ cũng phải vui bởi vì càm ràm cũng là bản tính rồi. Bản chất của người phụ nữ rồi. Nó là nó lúc là... đầu nó khó chịu nhưng sao nó quen nó vui dễ gì không càm ràm nhớ đó dễ gì có ai mà có được cái đức tính càm ràm như người phụ nữ được. Đúng không mấy chị được. Nói thôi chứ mấy người đàn ông nói trời ơi tôi không thích càm ràm, không thích cũng không được, phải thích, nghe từ từ nó quen, quen từ từ rồi nó sẽ thích, nghe như hát vậy thôi. Đúng rồi đó, riêng một cái coi nghe càm ràm ngồi cười thôi, cười từ giống như đây nè, đúng không, cười vậy thôi ha. Mình dạ. Chắc chưa có mối tình nào đúng không? Dạ có một mối ạ. Ra đời cũng hơi sớm. Đúng rồi, lớp 9 rồi ra đời, ý
À đúng rồi. Lớp dạ. 9. Lớp 9. Dạ. Mối tình nó kéo dài lâu không? Dạ lớp giữa lớp 10 ạ. Giữa lớp 10 là biết yêu lần đầu tiên luôn ạ, cũng là mối tình đầu luôn ạ. Bé dạ. này cũng ra đời sớm yêu. Cái thằng bé kia nó cũng yêu sớm nữa. Thằng bé kia cũng yêu sớm nữa. Yêu vậy... được nhiều không? Dạ. Lâu không? Dạ được hơn 1 năm ấy ạ. Ồ cũng lâu quá hả? Lâu đậm đó. Dạ. Lớp 10 mà yêu cũng khá dữ ha. Vậy là có kinh nghiệm trên tình trường luôn đúng không? Dạ có một mối thôi nhưng mà em nghĩ là em sẽ đủ khả năng để khiến tiếp cho bạn... mối thứ hai. Dạ đúng rồi. Dư khả năng tiếp mối thứ hai. Rồi bây giờ mình muốn có người yêu lý tưởng thế nào nè? Dạ thật ra thì người yêu cũ của em thì kiểu là không được chung thủy lắm anh. Nên là em luôn luôn đặt cái vấn đề chung thủy lên hàng đầu. Chung thủy gì mới dạ. lớp 10 mà chung thủy gì nói. Phải chi nó lớp lớn lớn chung thủy. Nhiều khi nó còn không biết cái đó là ngoại tình. Đúng nữa. Rồi, nó còn không biết đó là cái gì nữa. Thành ra cũng chưa có khả năng để chung thủy đâu, đừng có lo. Bé dạ. nó còn mới lớp 10 ha. Rồi bây giờ mình cần chung thủy nè, bây giờ mới là chung thủy nè. Dạ. Bây giờ bé bên này lớn rồi nó hiểu chung thủy là gì. Bé này còn chưa biết chung thủy là gì luôn. Trời. Trời ơi trời. Rồi. Dạ. Bây giờ chung thủy là gì nữa? Dạ với lại biết quan tâm một xíu thôi ạ. Quan tâm đúng dạ. rồi. Gì chỉ nữa? Cần, chỉ cần biết quan tâm với lại em thấy là kiểu em thích là một người đàn ông ăn mặc gọn gàng một xíu. Ăn mặc gọn gàng và sạch sẽ là được ạ. Bên đây là trai, gọn. Gọn. Body săn chắc. Ôm fit vô trong người không ạ? Đó. Dạ. Một mẫu hình lý tưởng, một ngôi sao điện ảnh nào không? Vậy là ngôi sao điện ảnh. Dạ em thì em nghĩ là Song Luân ạ. Song Luân. Mày. Này song hành á. Song hành với em luôn á. Cũng được. Này song hành với em luôn. Bên đây ngon á, đẹp trai đó. Dạ. Rồi bây giờ mà nãy giờ nói mẫu hình lý tưởng của mình chưa? Dạ em thì đầu tiên của em là mục tiêu của em là phụ nữ đó, phụ nữ đầu tiên phải trung tình nè. Thứ hai là phải có ngoại hình một chút. Trời ơi. À. Ngoại hình hả? Dạ. Xinh lắm. Em có nghe bài có ai chung tình được mãi không? Dạ em cũng nghe, em nghe hay nghe lắm anh. Bình Minh ơi dậy chưa? Cà phê sáng với tôi được không? Nó không phù hợp với chương trình trên này. Mình đang làm ai làm mối, tự nhiên mình hỏi không, có ai chung tình được mãi. Mình phải nhìn thấy cái điều đó. Thôi đi đừng nói tránh. Những cái điều tiêu cực cho bọn trẻ nó sợ. Không, mình thực sự cái bài hát đó nó an ủi cho những người bị người khác bỏ rơi anh. Giống như mình bị người khác bỏ rơi, như cái bài đó nó nghe nó cổ vũ mình phải sống tốt hơn mỗi ngày anh. Đúng rồi. Thành ra mình cứ nhìn những cái tiêu cực đó mình tránh thôi. Dạ. Phải không? Dạ. Nhưng mình phải chung tình nha. Dạ. Mình dạ. nói có gì cái nói tôi không chung tình được mãi là không được nha. Dạ. Tôi giống bài hát. Tôi chỉ giống bài hát thôi mà. Rồi gì nữa? Chung tình nè, xinh đẹp nè, rồi gì nữa? Siêng năng chút anh, siêng năng chút chị. Bên kia dạ. là thừa siêng năng luôn, lớp 9 là đi ra ngoài, đi ra đời là kinh tế tự đúng lo rồi. Rồi. Năng động sáng tạo, ừ. nhanh nhẹn. Dạ. Năng lượng tích cực. Dạ. Gì nữa? Thì em nghĩ là như vậy là khá tốt rồi chị. Tốt. Vậy là được rồi đúng không? Dạ đúng rồi chị. Quá được. Dư. Dạ. Bây giờ mình hỏi người thân đi, em đi với ai? Dạ em đi với lại đồng nghiệp của em. Đâu? Dạ. Đồng nghiệp. Chào đồng nghiệp. Em là đồng nghiệp của Vinh, là người đồng hành cùng Vinh trong buổi tối ngày hôm nay. Dạ. Về nhận xét cá nhân của em á, về phía bạn nữ á, thì bạn rất là xinh xắn, dễ thương và rất là hoạt ngôn. Dạ. Đó. Và em thấy là bạn nói là bạn rất là thích nói, mà bạn của em á, thì lại là ít nói. Dạ. Cho nên là bạn nhiều thì bạn cũng có thể là bù trừ ạ. Bù trừ dạy cho bạn nói cũng được. Dạ. Dạy nói luôn á hả? Dạ dạy nói luôn, tại nhiều khi bạn ít nói á, phải cậy miệng bạn nói luôn mới được. Thôi thôi. Dạ. Làm như nó mới thôi nâu gì dạy nói. Đó. Còn về phía bạn em thì nó là Vinh à. Bạn ở bên này thì rất là hoàn hảo rồi. Bây giờ là chỉ có chờ kéo đèn qua rồi hốt bấm vậy. Chuông thôi. Chứ giờ không còn nói gì nữa hết. Làm dạ. gì Lan người đẹp vậy bấm chuông. Rồi. Cảm ơn em. Được. Thấy chưa, nghe nói bạn nói tích cực quá ha. Rồi nhà gái đi với ai cưng? Dạ tại vì nhà em ở Gia Lai hết. Mọi người thân của em đều ở Gia Lai. Có em lên đây học đại học cho nên là có một mình em ở trên này. Rồi, có chị Lan. Bé này sao? Tự tin lắm. Đúng. Không còn ai hỗ trợ luôn. Dạ, em tin là mạnh mẽ lên em. Bản lĩnh lên. Dạ. Bé rất là xinh, rất là bản lĩnh. Nào. Mở rào.
Bắt đầu đi. Wow. Dạ em chào. Chào em. Dạ. Dạ em cũng gửi em. À cảm ơn em. Dạ. À, anh thấy em rất là lanh lợi, xinh đẹp nữa. Dạ. Thì nãy giờ anh bên kia anh chưa có gặp mà em thấy em rất là nói chung em rất là good. Biết nói gì? Đẹp đôi thì không mọi em, người? Em đẹp đôi ha, rất là đẹp đôi luôn á. Em có lời gì muốn nói với anh không? Dạ đúng gu em chị, em chỉ một câu thôi, gu em. Gu em ạ. Gu rồi đó. Dạ không sao, cái mà anh ít nói thì về em sẽ bù trừ lại được hết. Tất cả những thứ mà anh thiếu thì em sẽ bù trừ, nhưng mà em mong là những thứ mà em còn thiếu thì anh cũng sẽ bù trừ lại cho em. Ok. Thôi, bây giờ về ghế ngồi đi ha. Về ghế ngồi mình nhìn nhau, đối diện nhau mình giao lưu chút xíu đi. Quay ghế qua cơ. Quay mặt ra. Đó. Hẹn hò sao là mỗi tuần gặp bao nhiêu lần? Em thấy một tuần mình gặp nhau khoảng mấy lần thì em thấy là sẽ tốt. Okay. Em nghĩ là tùy tính chất công việc của anh. Tại vì em không yêu cầu nhiều quá. Bởi vì em nghĩ là tình yêu thì, nhưng mà cái giai đoạn đầu thì em nghĩ là mình cũng nên gặp nhau nhiều một chút để có thể tìm hiểu nhau nhiều hơn. Okay. Còn sau này nếu như mà mình tiến xa hơn một chút thì em nghĩ là tùy vào tính chất công việc thì mình có thể thông cảm cho nhau. Bởi vì em nghĩ là em cũng khá là bận ạ. Tại vì em phải tự trang trải tài chính cho bản thân, cho nên là em cũng đi làm khá là nhiều ạ. Nhưng mà nếu mà trong chuyện tình cảm thì em vẫn luôn có thể sắp xếp được thời gian để mình có thể dành thời gian cho nhau. Thì em thường làm xung quanh Sài Gòn hay là em có đi tỉnh nữa? Dạ không, em làm hiện tại thì em đang là sinh viên thôi ạ. Dạ, là, sinh viên à? Dạ. Sorry. Nên là em mới làm ở trong thành phố Hồ Chí Minh thôi. Ok. Dạ. Em nghĩ một tuần mình gặp nhau hai lần thì em nghĩ thế nào về cái thời gian đó? Dạ nếu mà công việc của anh bận rộn thì em nghĩ hai lần cũng được ạ. Okay. Còn nếu mà gặp được nhiều hơn thì sẽ tốt hơn. Ok. Dạ. Em thấy là anh nói là anh nghiện mua sắm không sao ạ. Tại vì em cũng thích mua sắm, nhưng mà em có thể kiềm chế được cái sự mua sắm của bản thân. Cho nên em nghĩ là em sẽ dùng được cái kinh nghiệm mà kiềm chế cái sự mua sắm của bản thân để giúp anh kiềm chế lại cái điều đó. Ok. Không, thực sự lúc những lúc anh chết á, anh hay đi mua sắm, tại vì nó sẽ quên đi cái những cái áp lực trong cuộc sống. Dạ. Thì để anh ngày mai anh sẽ sống tốt hơn và làm việc tốt hơn thôi. Đó là cái suy nghĩ của anh. Dạ. Nếu thì vậy thì em nghĩ là chắc sau này anh không cần phải đi mua sắm nữa đâu. Dạ. Tại vì em sẽ trở thành cái câu trả lời để giải đáp, để khiến cho cái stress đó của anh sẽ biến mất. Dạ. Dạ. Mỗi lần mà anh stress thì em nghĩ là em sẽ hát cho anh nghe, đúng không? Anh có thích nghe hát không? Anh lúc trước anh có học viễn thanh thời gian. Trời ơi. Thì nhưng mà thời gian gần đây thì anh không có hát nữa, nên như anh hát không được hay. Dạ không. Okay. Anh Lệ Thanh, chắc em nghĩ anh hát hay, anh có thể tặng em một bài hát được không ạ? Thực sự là anh nói hát trai không? Không có hay lắm. Dạ không. Okay. Sao ạ? Anh thường anh hát không mít. Nhưng mà nếu mà em thích thì anh có thể hát cho em một đoạn. Nhưng mà anh hay quên lời lắm nha. Dạ không. Okay. Sao. Nếu mà bài đó biết thì em sẽ phụ hỗ trợ anh. Ok. Dạ. Em biết bài về đâu mái tóc người thương không? Dạ em biết sơ sơ thôi ạ. anh sẽ hát vài câu thôi nha. Dạ. Tại anh không, anh hát karaoke không ạ? Ít khi. Chị Lan nhắc lời cho. Dạ. Hồn lỡ xa vào đôi mắt em. Dạ. Về đâu làng tống sò bên dèm. Lòng ước nhưng nào đâu dám nói, khép tâm từ lại thôi. Đường hoa phương chưa hoa mở vẫn lối. Chưa mở lối. Đường lắm không chạy. Em xin hết. Tôi nhắc nhiệt tình quá không? Rồi bé Ngân hát đi bé Ngân. Dạ, em thì muốn không khí sôi động hơn nên em sẽ hát một bài hát mà hiện tại thì đang em nghĩ là khá là hot. Dạ, đó là bài hát của Trúc Nhân ạ. Bài Có Không Giữ Mất Đừng Tìm. Okay. Dạ. Bất ngờ anh nói chia tay, dù lúc tôi đang yêu anh đắm say.
Và thế rồi anh mất tăm hơi, mặc xác tôi nơi này lòng chơi vơi. Sao tôi... Em xin lỗi ạ, em quên lời, đợi em chút. Hết hôm nay anh nhắn cho tôi và nói anh đang mong thương nhớ tôi. Thế quái nào anh không để tôi yên, trái tim tôi nó phải công viên. Dạ, em xin hết ở đây ạ. À, anh thấy em với lại anh có nhiều điểm bù trừ với lại có nhiều cái sở thích giống nhau á. Dạ. Thì em có nghĩ là em sẽ cho anh cơ hội để chúng mình đến với nhau không? Dạ, thật ra thì ngay cái lúc mà anh chia sẻ những câu nói đầu tiên thì em nghĩ là thật ra là cái chất giọng anh ấy nó ấm áp đó, nên là khi mà em nghe anh cất những cái tiếng nói đầu tiên thì em cũng cảm thấy là khá là ấn tượng rồi. À. Cho nên là em nghĩ là nếu mà anh cũng cảm thấy là có một chút ấn tượng với em ban đầu thì mình cho nhau cơ hội cũng được ạ. Ok. Dạ. À, vậy mình trao nhau cơ hội em nhé. Bây giờ con bé nó còn nhỏ quá, nó có 20 tuổi, mình có nên hỏi sâu về vấn đề từ từ kết đi. Hôn sinh con đẻ cái không? Từ từ đi. Bây giờ quan điểm về tình yêu của mỗi bên đi. Chăm sóc quan tâm thế nào, cần người đối diện làm cái gì cho mình, không thích cái gì mình nói cho nhau nghe hết đi. À. Quan điểm về tình yêu đó. À. Thì cho anh hỏi em nha. Dạ. Em quan niệm thế nào về tình yêu? Dạ. Okay. Em nghĩ là thường thì em, tại vì em nghĩ tình yêu đơn giản lắm ạ. Chỉ là hai người yêu thương quan tâm chăm sóc lẫn nhau kiểu em cũng không biết nói sao nữa. Tại em cần cái gì? Dạ, em chỉ cần là bạn trai biết quan tâm em một chút. Dạ, bởi vì em cũng đi làm, em nghĩ là cái việc mà cả hai người chắc chắn là bạn nam đi làm, bạn nam cũng cảm thấy mệt mỏi. Ví dụ sau một ngày làm về mệt mỏi thì em hỏi han quan tâm bạn nam thì em nghĩ là nếu mà bạn nam quan tâm hỏi han lại em thì cảm thấy là một ngày đó đã xua tan được khá là nhiều mệt mỏi rồi. Okay. Dạ. Anh quan niệm về tình yêu của anh á, cái điều quan trọng nhất trong tình yêu á, đầu tiên là hai người phải thi chung với nhau. Là cái đầu tiên, thứ hai nữa là hai người phải giống như là phải san sẻ, phải yêu thương nhau và biết là nương tựa vào nhau. Và thứ ba nữa là có chuyện gì nữa thì tối mình vẫn về chung mái nhà. Đó là cái suy nghĩ của anh về tình yêu. À, em nghĩ như vậy nó có... Dạ, cái đó đúng hợp với em mà nãy giờ em không biết nói làm sao đó. Dạ. Bây giờ bạn trai tiến tới nắm tay bạn gái ha. Nắm tay bé, hai đứa đứng nhìn nhau 30 giây. Nhìn sâu vào mắt nhau để cảm nhận xem đây có phải là người mà chúng ta có thể hợp với nhau, cùng nắm tay nhau để hỗ trợ nhau cùng tiến bộ hướng tới một tương lai tốt đẹp hay không. Và nói tất cả những cảm nhận của mình về người đối diện nha. Rồi, mời em trai. Chị cầm cái bông cho. Nãy cảm ơn chị. Em xin lỗi, run quá. Không, anh ta không thấy em run. Bàn tay em rất là ấm áp. Anh có sao ạ? Tại em thấy tay anh hơi lạnh. À, anh lạnh là tại vì máy lạnh nó lạnh quá em. Máy lạnh trường quay này hơi xịn nha. Thôi em nghĩ là bấm nút luôn đi ạ. Mình đến luôn nút bấm nút đi ạ. Vậy hai bạn đứng đó đi để chúng tôi bấm nút cho. Mời ông Mai ạ. Dạ. Bây giờ tôi sẽ hỏi nha. Tôi sẽ hỏi và hai bạn trả lời nha, rồi chúng tôi bấm nút nha. Bây giờ bạn gái có đồng ý bấm nút không? Bạn gái có đồng ý bấm nút không? Dạ em đồng ý ạ. Dạ em đồng ý ạ. Bạn trai có đồng ý bấm nút hay không? Dạ có. Thế thì bấm. Đứng yên nguyên đó. Hứa với bạn gái điều gì đi. Nút đã bấm rồi. Dạ. Hứa gì nói lớn lên. Nói đi. Nói lớn lên nào. Dạ không biết nói gì anh hứa cái gì đó. Dạ. Anh hứa
từ bắt đầu ngày hôm nay chúng ta chính thức hẹn hò với nhau, anh hứa anh sẽ đem đến rất nhiều cái niềm vui cho em và anh sẽ không để em buồn lòng gì đó. Mình nắm nó ngược cái tay quá, anh nắm lại. Dạ. Em đợi hoài đó. Em đợi. Khó chịu quá chị. Rồi, đó nói đi. Quay mặt vô với nhau, giống như nãy vậy đó. À... hỏi em có tin anh không? À... hôm nay mình chính thức hẹn hò nha em. Dạ. Thôi mọi người đừng làm khó anh nữa. À... thì em có cái câu nói gì hay không? Tại anh không bên truyền thông, anh không biết nói. Hay. Đâu cần thôi truyền bây thông. Giờ không nói với tuy bạn. Mình nghĩ sao, con lòng mình nghĩ sao mà nói vậy thôi. À... bây giờ chị Ngọc Lan chỉ nè. À. Gia đình của bạn gái là đang xem chương trình. Thì không nói được với bạn gái mình mắc cỡ thì mình nói với gia đình, nói với bố mẹ. Ở nhà em còn bố mẹ đúng không? Dạ. Ừ, nói với bố mẹ, xin phép bố mẹ là cho con được làm quen, được chăm sóc và sẽ bảo bọc cho em khi em ở Sài Gòn không có ai hết. Đó. À. Sẽ ra hứa là sẽ ra thăm gia đình, chào gia đình. Đó. Dạ. Thì em hứa là sẽ... chào hai bác. Chào hai bác. Chào gia đình và hai bác. Thì em hứa là sẽ quan tâm chăm sóc em và dành nhiều tình cảm cho em. Thì nếu có thời gian thì em sẽ ra ngoài Gia Lai. Ngoài Gia Lai thăm gia đình. Cảm ơn hai bác. Em xin cảm ơn hai bác. Ok. Em xin cảm ơn hai bác. Có lẽ Ngân rất là xúc động đúng này đúng không? Ngân có nói gì? Dạ em chỉ nói một câu thôi ạ. Bố mẹ ơi, con có người yêu rồi. Hai bạn rất là đẹp đôi, thật sự bản thân chị Lan cũng rất mong có một người đàn ông mà về ngoại hình cao to vạm vỡ như vậy để chị Lan có thể nương tựa. Dạ. Mà nhanh lắm chị Lan, đa số không có ai mà có người đàn ông nào mà cao trên 1m7 mà cua tôi hết trơn á, tôi cũng hơi buồn. Tôi nhìn vậy tôi cũng ứa rồi. Rồi. Dạ. Một nụ hôn. Ê, hai đứa hôn nhau là hình ảnh đẹp lắm nha nè. Đây, chị Lan chỉ cho. Sam lại. Đó, hôn nhau. Quá trời đẹp luôn. Giống phim Hàn Quốc lắm. À, em thấy... em có sợ không? Ôm bạn gái vô. Ôm ghì chặt bạn gái vô để chạy mất bây giờ. À, cho xin hôn luôn được không chị? Em muốn làm gì em làm. Xin hôn luôn nha. Nó hung mà nó thích nhau vô nha, một cái rột nha. Luôn á. Rồi. Dạ. Hãy cố gắng lên chăm sóc cho bé Ngân. Bé Ngân ở đây có một mình thôi. Dạ. Rất là cô đơn. Dạ. Và gần như là không ai bên cạnh bé Ngân cả. Dạ. Một cô gái bé nhỏ như thế rất là tự tin, rất là bản lĩnh. Dạ. Một mình bước một mình. Dạ. Ở một thành phố đô hội thế này cũng. Dạ. Gặp rất nhiều khó khăn đó. Dạ. À, nhìn như thế thôi nhưng bé rất là cô đơn mỗi khi mà có công việc gì đó. Dạ. Hãy bảo vệ bé Ngân và chăm sóc bé Ngân nha. Dạ dạ. Cô gái này có thể làm được tất cả mọi chuyện. Đúng không rồi. Cần ai hết. Nhưng em hãy làm hết tất cả những gì cô ấy đã từng làm. Dạ. Đừng để cô ấy phải tự làm. Khi cô ấy đã tự làm thì cô ấy không